Hàn Quốc chi khẩn 300 tỷ won cứu trợ doanh nghiệp tại Cây Sông. Ngân hàng Trung ương châu Âu hạ lãi suất xuống còn 0,5%. Tình hình an ninh cải thiện, giá nhà ở các khu ổ chuột ở Brazil tăng lên. Minh Phi rất vui được gặp lại quý vị ở bản tin FNC Thế giới. Vừa rồi chúng ta đã điểm qua những nội dung đáng chú ý. Còn bây giờ xin mời quý vị đến ngay với những thông tin chi tiết. Thưa quý vị, phiên giao dịch cuối tuần của sàn chứng khoán châu Á kết thúc trái chiều. Trong khi thị trường Nhật nghỉ lễ, thị trường Úc giảm điểm, thì Trung Quốc và Hàn Quốc có phiên tăng điểm khá ổn. Khi phiên giao dịch ngày 3 tháng 5, chỉ số Shanghai của Thượng Hải và KOSPI của Hàn Quốc tăng lần lượt là 1,44 và 0,43%, trong khi Nikkei của Nhật và LX 200 của Úc là giảm 0,76 và 0,01%. Giao dịch trên thị trường châu Á có vẻ chậm lại khi giới đầu tư đang chờ đợi một số báo cáo cập nhật tình hình việc làm tại Mỹ, một phần cũng là do thị trường Nhật hôm nay đóng cửa nghỉ lễ tuần lễ vàng. Tại thị trường chứng khoán Trung Quốc, phiên giao dịch khởi sắc sau khi Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc công bố bộ quy định hướng dẫn cho các nhà đầu tư nước ngoài. Điều này hứa hẹn làm tăng giá trị của đồng nhân dân tệ trên thị trường quốc tế. Đáp lại, chỉ số Shanghai kết thúc tuần giao dịch tăng hơn 1,3%. Tương tự, diễn biến thị trường Hàn Quốc cũng khả quan khi cổ phiếu nhóm ngành viễn thông tăng cao. Cổ phiếu tập đoàn SK Telecom tăng 3,4% sau khi báo cáo doanh thu quý tăng 15%. Tập đoàn KT Corp cũng có cổ phiếu tăng 1,4%. Tại thị trường Úc, cổ phiếu nhóm ngành tài chính tăng mạnh, cổ phiếu Macquarie Group Ltd, ngân hàng đầu tư lớn nhất Úc, bật tăng 10% lên 1,25 đô la Mỹ một cổ phiếu, nhờ báo cáo lợi nhuận cả năm tăng 17%. Việc Triều Tiên đóng cửa khu công nghiệp Cây Sơn đã khiến cho nhiều công ty Hàn Quốc hoạt động tại đó bị thiệt hại nặng nề. Để trấn an doanh nghiệp, chính phủ Hàn Quốc quyết định chi tổng cộng là 300 tỷ won để hỗ trợ cho những đơn vị chịu lỗ vì phải ngừng sản xuất tại Cây Sơn. Ngày 2 tháng 5, chính phủ Hàn Quốc công bố dự thảo chi 300 tỷ won hỗ trợ cho các công ty doanh nghiệp bị ảnh hưởng khi khu công nghiệp Kaesong bị đóng cửa. Hình thức hỗ trợ là cho doanh nghiệp có cơ sở sản xuất tại Kaesong vay tiền với lãi suất thấp là 2%. Bước đầu, chính phủ Hàn Quốc sẽ chi tổng cộng 300 tỷ để hỗ trợ doanh nghiệp đang trong tình trạng nguy cấp vì hoạt động sản xuất bị đình trệ. Tạm thời trong tình thế này, đó là tất cả những gì chính phủ có thể chuẩn bị được. Để huy động được số tiền này, chính phủ Hàn Quốc đã phải cậy đến nhiều quỹ khác như là Quỹ Hợp tác Liên Triều, Quỹ Hỗ trợ Doanh nghiệp Vừa và Nhỏ, Quỹ của Tập đoàn Tài chính Hàn Quốc và Quỹ của Cơ quan Bảo hiểm Tín dụng Công nghệ. Theo chính phủ Hàn Quốc, đây chỉ là biện pháp tạm thời và không thể kéo dài bởi quỹ ngân sách không đủ cho những khoản chi lớn như vậy. Vào tháng 4, Triều Tiên đã rút 53.000 công nhân của mình ra khỏi khu công nghiệp Kaesong, đồng thời đóng cửa mọi hoạt động sản xuất tại đây. Có khoảng 123 doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư vào Kaesong với số vốn lên tới 1.000 tỷ won. Gần như tất cả công nhân Hàn Quốc cũng đã trở về nước. Chưa thể nói được đóng cửa khu công nghiệp làm cái doanh nghiệp này thua lỗ bao nhiêu, nhưng chắc chắn thiệt hại là không nhỏ. Chính sách cải cách táo bạo của Thủ tướng Shinzo Abe mang lại nhiều lợi ích cho kinh tế Nhật Bản, nhưng xét trên một phương diện nhất định, các chính sách này đang trở thành cái gai trong mắt một số đối tác thương mại lớn của Nhật. Điều này đã khiến cho nhiều người lo lắng tự hỏi liệu hào quang của đợt cải cách này sẽ kéo dài được bao lâu. Giới đầu tư và xuất khẩu Nhật hầu như ai cũng hồ hởi với những chính sách cải cách kinh tế táo bạo của Thủ tướng Shinzo Abe, nhưng còn đối với các đối tác thương mại, liệu chế độ kinh tế Abenomics có được chào đón? Nhật Bản hợp tác chủ yếu với ba nước, Trung Quốc, Mỹ và Hàn Quốc. Xét theo số liệu năm 2012, hai nước láng giềng Trung Quốc và Hàn Quốc mua gần 1/4 hàng xuất khẩu của Nhật Bản. Nhưng mối quan hệ thương mại Nhật-Trung và Nhật-Hàn nhiều nguy cơ không còn được tốt đẹp như vậy. Bởi khi Nhật phá giá đồng yên, xuất khẩu của Hàn Quốc và Trung Quốc đều chật vật để cạnh tranh. Chưa kể thời gian gần đây, một số hoạt động ngoại giao cũng đột ngột bị hủy. Đầu tiên, chính phủ Trung Quốc thông báo hoãn cuộc họp thường niên các quan chức tài chính của ba nước Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc. Tiếp sau đó, đến Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc, ông Yoon Byung-se cáo lỗi không đến Tokyo như dự kiến. Trước những diễn biến này, giới truyền thông Nhật bắt đầu lo lắng. Nhật báo Asahi Shimbun cảnh báo nếu ông Shinzo Abe tiếp tục đường lối cải cách bất chấp dư luận như hiện tại, nước này sẽ về tay trắng trong các đàm phán thương mại đa phương giữa ba nước Trung-Nhật-Hàn. Còn tờ Nikkei thì cho rằng Nhật Bản cần tăng cường hợp tác với Hàn Quốc. Đồng thời nhận định các hai nước láng giềng đã mất kiên nhẫn với đợt phá giá tiền tệ của nước này. Nếu hợp tác thương mại giữa Nhật Bản với hai đối tác Trung Quốc và Hàn Quốc có vấn đề, chắc chắn nền kinh tế lớn thứ hai châu Á cũng chao đảo không ít, bởi xuất khẩu chiếm một tỷ trọng rất lớn trong GDP nước này.
Rõ ràng dù các chính sách của ông Shinzo Abe mang lại nhiều lợi ích trước mắt, nhưng nhiều nguy cơ tiềm ẩn vẫn chực chờ đe dọa nền kinh tế Nhật Bản. Thưa quý vị, Ai Cập vốn là nước nhập khẩu lúa mì nhiều nhất thế giới, hàng năm phải chi hàng tỷ đô la để mua lượng lương thực này từ Mỹ và Nga. Tuy nhiên, thay vì đẩy mạnh hỗ trợ nông dân trồng lúa mì, chính phủ nước này lại tỏ ra khá thờ ơ. Hậu quả là nông dân ở một số vùng quyết định tạm ngưng trồng lúa mì để bày tỏ sự bất mãn của mình. Những nông dân Ai Cập ở vùng Monrovia đang bận rộn với mùa thu hoạch lúa mì, nhưng khung cảnh lao động rộn ràng này có lẽ không kéo dài được bao lâu khi nông dân quyết định hạn chế hoặc không trồng lúa mì nữa. Lý do họ đưa ra là quá bất mãn khi chính phủ quá thờ ơ với ngành trồng lúa mì, không có bất kỳ hỗ trợ nào giúp nông dân tháo gỡ khó khăn. Nông dân Ai Cập phải tự xoay sở với những vấn đề như là thiếu nước, thiếu nhiên liệu, phân bón hóa học giả tràn lan trên thị trường. Dù đã nhiều lần ý kiến nhưng các nhà chức trách vẫn chưa có một biện pháp giải quyết nào. Đáng ra chính phủ phải hỗ trợ nông dân trồng lúa mì chứ không phải bỏ bê như vậy. Chúng tôi hoàn toàn có thể làm ra những sản phẩm tốt nhất nếu chính phủ quan tâm hơn một chút. Mùa vụ năm nay tốt hơn mọi năm, nhưng nó sẽ còn tốt hơn nữa nếu như có chút hỗ trợ từ chính phủ. Nhưng thực tế là chẳng có gì. Nếu có thêm các phương tiện canh tác, có đủ nước, đủ điện, thì mùa vụ phải bội thu gấp 4 lần như thế này. Thực tế, không phải chính phủ Ai Cập không có chính sách hỗ trợ nông dân trồng lúa mì. Vào tháng 2, chính phủ cho biết sẽ trả cho nông dân 2,7 bảng Ai Cập 1 ký lúa mì, thay vì 2,5 bảng như trước kia. Nhưng bấy nhiêu chưa thấm vào đâu so với những khó khăn của nông dân. Ai Cập vốn là nước nhập khẩu lúa mì nhiều nhất thế giới. Mỗi năm nước này tốn khoảng 3 tỷ đô la Mỹ để mua về 10 triệu tấn lúa mì. Nhưng năm nay, chính phủ Ai Cập chỉ mua 4 đến 5 triệu tấn và hy vọng nguồn lương thực trong nước sẽ đủ cho nhu cầu. Song với tình hình nông dân trồng lúa mì đồng loạt đình công như vậy, thì mục tiêu trên khó có thể đạt được. Hôm ngày 2 tháng 5, ông Takehiko Nakao, Chủ tịch Ngân hàng Phát triển Châu Á, cho biết ngân hàng này đang phải đối mặt với nhiệm vụ hết sức nặng nề khi phải duy trì một mức độ cho vay bền vững trong bối cảnh lãi suất giảm và lợi nhuận đầu tư kém như hiện nay. Tại cuộc họp thường niên lần thứ 46 của Ban Thống đốc Ngân hàng và các quốc gia thành viên tổ chức ở bang Uttar Pradesh phía Bắc Ấn Độ, vị chủ tịch mới của ADB đã có buổi nói chuyện với các vị đại biểu. Chủ đề chính của hội nghị ADB năm nay là phát triển thông qua trao quyền, bao gồm các vấn đề về duy trì tốc độ tăng trưởng toàn diện trong nỗ lực phát triển châu Á. Chủ tịch Nakao cho biết một vấn đề lớn mà ADB phải đối mặt là thu nhập từ đầu tư kém. Lợi nhuận đầu tư thấp hơn dự kiến do lãi suất cho vay của ADB hiện nay quá thấp. Làm thế nào để duy trì một mức độ cho vay bền vững là thử thách rất lớn. Chúng tôi vẫn đang làm việc về vấn đề này. Ông nhấn mạnh tầm quan trọng của các nguồn vốn bổ sung nếu ADB muốn duy trì mức cho vay khoảng 10 tỷ đô la Mỹ mỗi năm từ nguồn vốn thông thường của mình, bất chấp một thỏa thuận 5 năm trước về việc tăng gấp 3 lần vốn cơ sở của ngân hàng lên 165 tỷ đô la Mỹ. Ông cũng lưu ý rằng, mặc dù tăng trưởng đáng kể trong vài thập kỷ qua, châu Á vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức phát triển. 800 triệu người đang sống trong nghèo đói và bất bình đẳng ngày càng tăng. Tiếp tục chuyển sang những thông tin khác, hàng trăm ngàn cư dân ở thủ đô Cairo của Ai Cập cảm thấy ngao ngán khi phải đi làm mỗi ngày trên những đường phố chật cứng. Thế nhưng như một sáng kiến mới ra đời có thể giải tỏa căng thẳng đó của họ, đó chính là dịch vụ taxi trên sông Nin. Đường phố ở thủ đô Ai Cập vốn dĩ khét tiếng về sự hỗn loạn với nạn trộm cắp xe ô tô, cướp giật và những vụ ùn tắc hàng giờ liền. Dịch vụ taxi trên sông đã đi vào hoạt động được một thời gian. Chúng tôi thực hiện dự án này để giảm thiểu ùn tắc. Đối tượng mà chúng tôi nhắm đến là những chủ xe ô tô. Ý tưởng này có từ 5-6 năm trước và dự kiến đi vào hoạt động từ năm 2010. Tuy nhiên, cuộc cách mạng tại quốc gia này đã khiến cho mọi việc hoãn lại. Chính trị bất ổn khiến việc xin giấy phép trở nên phức tạp. Lộ trình của hãng từ bến tàu chính ở Supra đến phía nam ngoại ô Madi kéo dài 20 phút, có 5 điểm dừng chân trên suốt chặng. Nếu đi bằng xe hơi phải mất đến 1 tiếng đồng hồ. Giá vé hiện tại dao động từ 1,4 đến 5 đô la Mỹ. Trước mắt, chúng tôi phục vụ cho các đối tượng sử dụng xe hơi để đi làm mỗi ngày. Họ chỉ việc đậu xe gần bến của chúng tôi, sau đó lên tàu và đến đích. Về sau, chúng tôi sẽ mở rộng cung cấp dịch vụ du lịch trên sông. Hiện tại, hãng đã đưa vào hoạt động 30 tàu Gorolos và đồng sự Am Abur El Seoud đã thấy được tiềm năng to lớn từ sông Nin khi biết được dịch vụ như thế này cũng được áp dụng rộng rãi tại Berlin và Sydney. Ý tưởng này đã giảm bớt phần nào gánh nặng cho vấn đề giao thông tại Ai Cập. Hãng này hy vọng sẽ thu hút đầu tư từ chính phủ và các nhà đầu tư tư nhân. Loại hình dịch vụ này gần như thay đổi cuộc sống của tôi. Những người có vấn đề về lưng hay là đầu gối chắc chắn sẽ rất khổ sở khi phải ngồi xa hơi thời gian dài. Bên cạnh đó, tôi còn tiết kiệm được rất nhiều thời gian để làm nhiều thứ khác. Nhiều quốc gia trên thế giới cũng đang có kế hoạch áp dụng loại hình giao thông lành mạnh và hiệu quả này.
Lo ngại virus cúm H7N9, thay vì sử dụng thịt và sản phẩm từ gia cầm, người dân Trung Quốc chuyển sang chuộng hải sản. Trong khi các chợ gia cầm đóng cửa thì chợ hải sản lại rất đông đúc. Thực tế, tâm lý sợ thịt gia cầm của người dân Trung Quốc hoàn toàn có thể hiểu được, bởi mới đây lại có thêm 2 bệnh nhân tử vong vì dịch bệnh này. Tỉnh An Huy là một trong 10 khu vực tại Trung Quốc đang có dịch cúm gia cầm H7N9. Mọi hoạt động buôn bán liên quan đến gia cầm đều bị tác động. Có 2 chợ gia cầm sống đã đóng cửa sau khi phát hiện có virus H7N9. Ở các chợ khác, quầy bán gà vịt, trứng gia cầm các loại cũng vắng khách. Thậm chí ngay cả các nhà hàng vịt quay, súp gà cũng ế ẩm. Hồi trước mọi người thích ăn mấy món như là trứng hấp, vịt quay, súp gà, nhưng giờ chẳng có lấy một ai gọi món đó cả. Giả dụ chúng tôi có gợi ý thì họ cũng không chịu vì cho rằng ăn gà vịt dễ bị bệnh. Khi né thịt gia cầm, người dân Trung Quốc chuyển sang ăn hải sản. Khu vực bán hải sản ở các chợ luôn tấp nập người mua. Giờ tôi toàn ăn rau với ăn cá, bắt đầu từ khi có dịch cúm là nhà tôi không mua gà hay vịt. Chúng tôi bán đắt hơn thời gian trước nhiều, bán chạy hơn khoảng 30%. Tâm lý lo ngại của người dân Trung Quốc là điều hiển nhiên khi mà dịch cúm gia cầm H7N9 diễn biến ngày càng phức tạp. Hiện số bệnh nhân tử vong vì bệnh này đã lên tới 27 người. Trường hợp mới nhất là một bệnh nhân 55 tuổi ở tỉnh Chiết Giang. Hiện tại, Tổ chức Y tế Thế giới WHO khẳng định vẫn chưa có dấu hiệu nào cho thấy virus H7N9 lây lan từ người sang người. Bên xin mời quý vị nghỉ giải lao ít phút trước khi đến với hai nội dung đáng chú ý của phần tiếp theo. Ngân hàng Trung ương châu Âu hạ lãi suất xuống còn 0,5%. EU xem xét các áp đặt thương mại dành cho Bangladesh.